Tối ngày 21 tháng 1 năm 2022, lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021 đã được tổ chức trang trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội. Tham dự buổi lễ có các đồng chí, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Phát biểu tại lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thực tiễn phong phú sinh động của đời sống chính trị xã hội và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là chất liệu quý, là cảm hứng lớn lao để những người làm báo sáng tạo nên những tác phẩm có chất lượng về đề tài xây dựng Đảng, mang đến cho giải báo chí Búa Liềm Vàng lần thứ 6 một mùa bội thu với nhiều tác phẩm hay viết về Đảng ta, về công tác xây dựng Đảng. Giải lần này không chỉ có số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất so với tất cả các mùa giải trước, mà chất lượng của các tác phẩm cũng ngày càng nâng cao, đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, bám sát các sự kiện, vấn đề của công tác xây dựng Đảng, thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập nhiều vấn đề mới, khó, bức thiết đang đặt ra. Các tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt quyết, lương tâm và trách nhiệm của những người làm báo với Đảng, với đất nước. Từ 2081 tác phẩm dự thi, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn ra 67 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C, 30 giải khuyến khích và 10 giải chuyên đề. Tại lễ trao giải năm nay, báo Lao động đã đoạt giải khuyến khích với loạt bài Vượt khó thực hiện khát vọng Việt Nam thịnh vượng của nhóm tác giả Đức Thành, Đặng Trung, Ngô Cường, Phan Lê Hải Linh, Cát Tường, Duy Hưng và Minh Ánh. Đây là loạt bài ghi chép, phản ánh, phân tích về sự chung sức đồng lòng của nhân dân Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuyến bài này thì chúng tôi đã thực hiện trong khoảng thời gian là một tháng, và chúng tôi đã phải di chuyển rất nhiều các tỉnh thành, từ các tỉnh thành ở phía Bắc như là Bắc Giang hay là các tỉnh thành ở phía Nam như là Cần Thơ để có thể thực hiện tuyến bài này. Thì trong cái thời điểm mà đại dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp thì cái việc mà chúng tôi vào các doanh nghiệp để có thể phỏng vấn tác nghiệp là vô cùng khó khăn, và chúng tôi đã phải dùng rất nhiều cách liên hệ thì mới có thể vào được các doanh nghiệp để có thể ghi nhận tình hình công nhân sản xuất sau dịch bệnh. Ngoài ra, tại lễ trao giải năm nay, loạt bài Dã tâm, âm mưu thâm độc đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội đăng tải trên báo Lao động của tác giả Nguyễn Chi Thức đã đoạt giải chuyên đề, giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021-2026.